DKT Affiliate an tâm nhận tiền, yên tâm giới thiệu. Vừa qua, DKT Affiliate đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của đối tác, khách hàng gần xa với chương trình giới thiệu khách hàng và nhận ngay 500.000 đồng trên một khách hàng, cùng rất nhiều phần quà hấp dẫn khác dành cho người giới thiệu được nhiều khách hàng nhất tháng, quý, năm. Vậy làm thế nào để tham gia DKT Affiliate? Cách đầu tiên cực kỳ đơn giản. Bước 1, bạn truy cập vào bizweb.vn, sapo.vn hoặc dktmedia.vn. Bước 2, di chuột vào mục thêm, ấn chọn mục giới thiệu khách hàng, sau đó ấn giới thiệu ngay. Bước 3, bạn điền đầy đủ thông tin của bạn vào các ô tương ứng: tên của bạn, email của bạn, số điện thoại của bạn. Nếu bạn là khách hàng của DKT, kích chọn vào ô bạn đã có website Bizweb hoặc bạn đã có cửa hàng trên Sapo. Sau đó nhập tên miền website, cửa hàng của bạn vào ô bên dưới. Tiếp theo, bạn nhập tên, email và số điện thoại của người mà bạn muốn giới thiệu vào. Chọn nhu cầu thiết kế website Bizweb, phần mềm quản lý bán hàng Sapo, quảng cáo Google hay quảng cáo Facebook cho phù hợp với người mà bạn muốn giới thiệu nhé. Bước 4, ấn nút giới thiệu ngay để hoàn tất việc giới thiệu khách hàng. Khi giới thiệu khách hàng cho chúng tôi theo cách này, đồng nghĩa với việc tài khoản DKT Affiliate của bạn cũng được tạo. Truy cập aff.dkt.com.vn để quản lý danh sách khách hàng mà bạn đã giới thiệu cùng nhiều báo cáo khác nữa nhé. Cách thứ hai vô cùng dễ dàng. Bạn truy cập vào trang Affiliate của chúng tôi qua địa chỉ aff.dkt.com.vn, ấn nút đăng ký ngay. Tiếp theo, bạn nhập đầy đủ các thông tin của mình, nhập email, nhập số điện thoại, mật khẩu, nhập lại mật khẩu lần nữa để chắc chắn rằng bạn đã nhớ chính xác mật khẩu mình muốn tạo, rồi ấn nút đăng ký. Trong vòng 30 giây, hệ thống của chúng tôi sẽ gửi tới bạn một email kích hoạt tài khoản Affiliate. Hãy mở mail, ấn vào link kích hoạt để đảm bảo tài khoản của bạn được hệ thống của chúng tôi cho phép hoạt động nhé. Tham gia ngay DKT Affiliate và nhận 500.000 đồng cho mỗi khách hàng cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác bạn nhé.